chánh nghiệp, hành động chân chánh. Hành động cũng phải trong sạch. Như với lời nói, chúng ta cần phải hiểu những gì tạo thành hành động không trong sạch, ngõ hầu có thể tránh được nó. Những hành động gọi là không trong sạch gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chẳng hạn như cưỡng hiếp hoặc ngoại tình, và say sưa mất sự sáng suốt, khiến người ta không hiểu được mình đang nói gì hoặc đang làm gì. Tránh bốn hành nghiệp bất tịnh này, còn lại là chánh nghiệp. Một lần nữa, đây cũng không chỉ là một khái niệm tiêu cực. Khi mô tả một người hành chánh nghiệp về thân, Đức Phật nói, bỏ gậy, bỏ kiếm, vì ấy sống thận trọng, không làm tổn hại chúng sinh khác, vì ấy đầy lòng nhân từ, tìm cầu lợi ích cho tất cả chúng sinh, không có những hành động lén lút, trộm cắp, bản thân vì ấy sống như một người trong sạch. Các giới điều. Đối với một phàm nhân còn vướng mắc trong đời sống thế tục, cách để thực hiện chánh ngữ và chánh nghiệp là thực hành ngũ giới, đó là 1. Tránh sát hại các loài hữu tình. 2. Tránh việc trộm cướp. 3. Tránh việc tà dâm. 4. Tránh việc nói dối. 5. Tránh việc say sưa, rượu và các chất say. Ngũ giới này là căn bản tối thiểu cần phải có cho hành vi đạo đức. Chúng phải được tuân thủ bởi bất cứ người nào có ước nguyện thực hành pháp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong cuộc sống, chúng ta cũng có cơ hội để tạm gác những công việc đời thường qua một bên, có thể trong vài ngày, có thể chỉ trong một ngày, để thanh lọc tâm, để thực hành hướng đến giải thoát. Một giai đoạn như vậy là một thời gian quý báu dành cho việc thực hành pháp nghiêm ngặt. Và do đó, cách cư xử của bạn cần phải thận trọng hơn trong đời sống bình thường. Khi ấy, việc quan trọng là phải tránh những hành động có thể làm phân tán hoặc xen vào công việc thanh lọc tự thân này. Vì vậy, vào những lúc như thế, bạn sẽ thọ trì tám giới. Tám giới này gồm năm giới căn bản, với một sự thay đổi chút ít. Thay vì tránh xa sự tà dâm, bạn sẽ tránh xa mọi hành vi liên quan tới dâm dục. Ngoài ra, bạn còn thọ trì thêm việc tránh ăn phi thời, đó là không ăn sau 12 giờ trưa, tránh mọi vui chơi khoái lạc và trang điểm thân thể, và cuối cùng là tránh sử dụng những giường ngủ xa hoa. Điều thiết yếu của việc giữ giới không quan hệ nam nữ và các giới khác mới thêm vào là để tăng cường sự an tịnh và tỉnh táo, được xem là cần thiết cho công việc nội quan và giúp cho tâm thoát khỏi mọi sự quấy rối bên ngoài. Tám giới chỉ cần thọ trì trong thời gian nhất định khi bạn thực hành pháp một cách miên mật. Khi giai đoạn đó qua rồi, bạn có thể trở lại với ngũ giới, kể như đường lối chỉ đạo cho nếp cư xử đạo đức. Cuối cùng, có 10 giới, thập giới dành cho những người đã chấp nhận cuộc sống không nhà của một vị sa môn, một vị sư khất thực hoặc một vị tu nữ. 10 giới này bao gồm 8 giới đầu, với giới thứ 7 chia làm 2 và thêm một giới nữa, tránh không nhận tiền bạc. Các vị sa môn phải tự nuôi sống độc nhất bằng của bố thí mà họ nhận được. Nhờ vậy, họ được tự do để hiến mình trọn vẹn cho công việc tịnh hóa tâm, vì lợi ích của bản thân họ và vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tóm lại, các giới điều, dù là ngũ giới, bát giới hay thập giới, không phải là những công thức rộng không được đọc tụng theo truyền thống. Nghĩa đen của chúng là những bước để thực hiện việc tu tập, là phương tiện rất thực tiễn để bảo đảm rằng lời nói và hành động của bạn không làm hại người khác, không làm hại bản thân. Chánh mạng, cách sinh nhai chính đáng. Mỗi người ai cũng phải có một cách nuôi dưỡng bản thân thích hợp. Có hai chuẩn mực để đánh giá chánh mạng. Thứ nhất, cách làm ăn của bạn không được phạm vào ngũ giới.
Vì lẽ nếu làm như vậy, tất nhiên là phải làm hại người khác. Thêm nữa, bạn cũng không nên làm điều gì có tính cách khuyến khích người khác phạm giới, vì điều này cũng làm tổn hại họ. Nói chung, phương tiện sinh nhai của chúng ta phải không dính líu đến việc làm tổn thương đến các chúng sinh khác, dù trực tiếp hay gián tiếp. Như vậy, bất cứ sự nuôi mạng nào đòi hỏi phải có sự sát sanh, dù là người hay thú vật, rõ ràng không phải là chánh mạng. Nhưng cho dù việc sát sinh là do người khác thực hiện, và bạn chỉ buôn bán những phần của con vật bị giết như da, thịt, xương, vân vân, việc ấy vẫn không phải là chánh mạng, vì bạn tùy thuộc vào tà nghiệp của kẻ khác. Bán rượu hay các loại ma túy có thể rất có lợi dù bản thân bạn không dùng, nhưng hành vi bán ấy khuyến khích người khác sử dụng những chất gây say và làm hại bản thân họ bằng những chất ấy, điều khiển một sòng bài. Có thể đem lại rất nhiều lợi lộc, nhưng những người đến đánh bài sẽ chuốc lấy họa vào thân. Bán các loại độc dược hay vũ khí, súng ống, đạn dược, bom mìn, hỏa tiễn là việc làm gây tổn hại nền hòa bình và hòa hợp của số đông, cho nên không có việc buôn bán nào trong số đó là chánh mạng. Cho dù một công việc nào đó có thể thực sự không làm tổn hại người khác, song nếu nó được thực hiện với ý định hay chủ tâm rằng người khác sẽ bị tổn hại, đó cũng không phải là chánh mạng. Người bác sĩ mong đợi một bệnh dịch hay người buôn hy vọng một trận đói kém đều không phải đang hành chánh mạng. Mỗi người là một thành viên của xã hội. Chúng ta đáp lại những bổn phận của chúng ta cho xã hội bằng công việc chúng ta làm, phụng sự đồng bào của chúng ta theo những cách khác nhau. Đáp lại điều này, chúng ta nhận được sự nuôi mạng của chúng ta. Ngay cả một vị sư, một vị sa môn cũng có công việc thích hợp, nhờ đó họ xứng đáng hưởng của bố thí họ nhận được. Công việc đó là thanh tịnh tâm, vì sự tốt đẹp của bản thân và vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Chỉ khi người ấy bóc lột kẻ khác bằng sự lừa đảo, bằng việc thực hiện những phép thuật hay mạo nhận những chứng đắc tâm linh, lúc ấy họ mới không phải đang hành chánh mạng. Cho dù sự trả công mà chúng ta nhận được cho công việc của mình có là gì chăng nữa, thì cũng phải được dùng cho việc nuôi sống bản thân và những người tùy thuộc nơi chúng ta. Nếu có chút dư thừa nào, ít nhất một phần của số ấy phải được hoàn lại cho xã hội, đóng góp để xã hội sử dụng vì lợi ích của người khác. Nếu như chủ tâm của bạn là đóng một vai trò hữu ích cho xã hội để nuôi dưỡng bản thân và giúp đỡ người khác, thì công việc bạn làm là chánh mạng. Thực hành giới trong một khóa thiền minh sát. Chúng ta cần phải thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này, vì chúng rất có ý nghĩa đối với bản thân chúng ta và cho mọi người. Một khóa thiền minh sát sẽ cho chúng ta cơ hội áp dụng cả ba phương diện của giới này. Đây là giai đoạn dành cho việc thực hành tích cực pháp, và do đó mọi người tham dự đều phải thọ trì bát giới. Tuy nhiên, đối với người mới tham dự khóa thiền lần đầu tiên, hoặc những người có những vấn đề về trị bệnh, cũng được phép du di, nghĩa là họ được phép ăn một bữa nhẹ vào buổi chiều. Vì lý do này, những người như vậy chính thức chỉ thọ ngũ giới, mặc dù trên mọi phương diện khác họ thực sự vẫn giữ bát giới. Ngoài việc giữ giới, những người tham dự còn phải phát nguyện giữ yên lặng cho đến ngày cuối cùng của khóa thiền. Họ được phép nói chuyện, trình bày vấn đề thực hành của mình với vị thiền sư hoặc những người phụ trách khóa thiền, nhưng không được phép nói chuyện với các thiền sinh khác. Nhờ vậy, mọi sự phân tâm được hạn chế đến mức tối thiểu, và người ta có thể sống và làm việc trong những phòng sát nhau mà không làm phiền nhau. Trong một bầu không khí an tịnh, yên tĩnh và bình an như vậy, mới có thể thực hiện nhiệm vụ nội quan, nhìn vào bên trong một cách cẩn thận. Bù vào việc thực hiện minh sát của họ, các thiền sinh nhận được thực phẩm và chỗ ở mà phí tổn của những thứ đó do người khác đóng góp. Theo cách này,
Trong suốt một khóa thiền, ít nhiều họ cùng giống. Họ cùng sống giống như các vị sa môn thực sự, nghĩa là sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác, nhờ thực hiện công việc của họ với hết khả năng, vì lợi ích của bản thân và lợi ích của mọi người. Các thiền sinh đã hành chánh mạng trong khi tham dự một khóa thiền minh sát vậy. Việc hành giới là một phần không thể thiếu của đạo lộ. Không hành giới chắc chắn không thể nào tiến hóa được trên đạo lộ. Vì tâm vẫn cứ sẽ dao động, khiến khó có thể thẩm sát thực tại bên trong. Có những người dạy rằng sự phát triển tâm linh không giữ giới vẫn có thể được. Dù họ đang hành thế nào chăng nữa, thì những người ấy cũng không phải hành theo lời dạy của Đức Phật. Tất nhiên, không hành giới người ta cũng có thể kinh nghiệm những trạng thái xuất thần khác nhau. Nhưng nếu xem đó là những chứng đắc tâm linh thì thật là nhầm lẫn. Chắc chắn không hành giới người ta chẳng thể nào giải thoát tâm khỏi khổ đau và kinh nghiệm sự thực cùng tột được.